kênh ủng hộ dùm để uh, kênh phát triển ha uh, rồi nếu mà bỏ kiếm tiền thì có thêm thu nhập để hỗ trợ thêm nhiều việc làm từ thiện nhiều hơn nữa rất mong cô chú chị mình quan tâm kênh giúp kênh phát triển bấm đăng ký kênh và chia sẻ làm cho